Unit 6. A visit to a school. Skills 1. Những kỹ năng phần 1. Trước khi đi vào bài, các em hãy đọc cùng cô một số từ vựng sau đây. Bank. Bank of the Hương River. Founded. Found. Royal. Used to. Cấu trúc used to cộng với động từ nguyên mẫu là đã từng làm gì đó. Ví dụ, it used to be a school for children from rich and royal families. Nó từng là trường học dành cho những trẻ em từ những gia đình giàu có và hoàng gia. Projector. Location. Reading. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hành kỹ năng đọc thông qua bài tập 1. 1. Look at the pictures and answer the questions. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi sau đây. Câu số 1. What can you see in the picture? Em có thể nhìn thấy gì trong bức tranh? I can see a school. Tôi có thể nhìn thấy một ngôi trường. Câu hỏi số 2. What do you know about them? Em biết gì về ngôi trường đó? Thì các em có thể thấy là Quốc học Huế là một ngôi trường khá nổi tiếng và rất là cổ xưa ở Việt Nam, và nó nằm ở Huế. Cho nên ở vị trí số 2 này các em có thể trả lời là This is Quốc học Huế, an old school in Vietnam. Đó là trường Quốc học Huế, một ngôi trường có từ lâu đời ở Việt Nam. 2. Read the passage and answer the questions. Các em đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi. Quốc học Huế is one of the oldest schools in Vietnam. Quốc học Huế là một trong những ngôi trường có từ lâu đời ở Việt Nam. It is on the bank of the Hương River in Huế. Nó nằm trên bờ sông Hương ở Huế. It was founded in 1896. Ngôi trường này được thành lập vào năm 1896. It used to be a school for children from rich and royal families. Đó đã từng là ngôi trường dành cho trẻ em trong những gia đình giàu có và hoàng gia. Well-known people so that Ho Chi Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diêu studied there. Những người nổi tiếng như là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp hay là Xuân Diệu cũng đã học ở đó. Nowadays, the school is for gifted students. Ngày nay, ngôi trường dành cho các bạn học sinh năng khiếu. They are intelligent and study hard. Các bạn học sinh ấy rất là thông minh và học tập chăm chỉ. They have to pass an entrance exam to enter the school. Và các bạn học sinh thì phải trải qua kỳ thi đầu vào để được vào trường. The school has over 50 classrooms with TVs, projectors, and computers. Ngôi trường có hơn 50 phòng học với TV, máy chiếu và máy tính. It also has a swimming pool, a library, two English labs for computer rooms, and many other modern facilities. Trường cũng có một hồ bơi, một thư viện, hai phòng thực hành tiếng Anh, bốn phòng máy tính và nhiều cơ sở vật chất hiện đại khác. The school is one of the largest and most beautiful schools in Vietnam. Đó là một trong những ngôi trường lớn nhất và đẹp nhất ở Việt Nam. Sau khi đọc nội dung đoạn văn thì các em sẽ cùng cô trả lời các câu hỏi sau đây các bạn nhé. Câu số 1. Where is Quốc học Huế? Trường Quốc học Huế ở đâu? Thì ngay ở phần đầu của đoạn văn chúng ta có thể thấy được. Ngôi trường này nằm trên bờ sông Hương ở Huế. Cho nên các em có thể nói như sau. It's in Huế. Hoặc là chúng ta nói thêm on the bank of the Hương River. Câu số 2. Who were some of the well-known students of the school? Những học sinh nổi tiếng của ngôi trường là ai? Thì chúng ta có thể thấy ở dòng thứ 2 của đoạn văn là những người nổi tiếng như là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp hay là Xuân Diệu đã từng học ở đây. Cho nên câu 2 các em có thể trả lời là They were Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu. Câu số 3. What are the students like? Học sinh ở đây thì như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy được là học sinh ở đây là thông minh và học tập chăm chỉ. Các em nhìn vào dòng thứ 3, dòng thứ 4 của đoạn văn. They are intelligent and study hard. Cho nên các em có thể trả lời là They are intelligent and hardworking. Trong đoạn văn thì chúng ta có động từ study hard. Nhưng mà đối với câu trả lời số 3 này thì các em sẽ đưa nó về dạng tính từ các bạn nhé. Để cho nó tương đương về mặt từ loại với intelligent. Từ này, intelligent đây là tính từ, thì chúng ta cũng có là hardworking, là học tập chăm chỉ hay là làm việc chăm chỉ, thì đây cũng là một tính từ. Câu số 4. How many English labs does it have? Trường có bao nhiêu phòng thí nghiệm tiếng Anh?
thì Kem có thể thấy được ở đây là có hai phòng thí nghiệm tiếng Anh. Nội dung thể hiện ở phần cuối của đoạn văn Do English Labs. Cho nên Kem sẽ trả lời là Do, hoặc là chúng ta có thể nói cả câu It has two English labs. 3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class. Hoạt động số 3 là Kem đọc lại đoạn văn và hoàn thành vào bảng dưới đây. Sau đó thì chúng ta sẽ thuật lại nội dung này trước lớp. Kem có thể xem bảng với cột đầu tiên là name, tên, thì tên ở đây là Quốc Học Huệ, đây là tên trường. Location là về vị trí, vậy thì ở chỗ bỏ trống này chúng ta sẽ điền vị trí vào đây. Chúng ta có thể nhớ là trong đoạn văn thì vị trí của ngôi trường này là nằm ở bờ sông Hương ở Huế, cho nên Kem sẽ viết ở đây cho cô là On the bank of the Hương River in Huế. Và nội dung thì nó nằm trong phần bôi màu vàng. Đây là nội dung trong đoạn văn mà chúng ta vừa đọc. Thông tin tiếp theo, chúng ta sẽ xem về students là học sinh. Thì trong đoạn văn có nhắc đến là học sinh ở trường Quốc học Huế thì rất là thông minh và học tập chăm chỉ. Chúng ta sẽ có thông tin cho cô là intelligent and hardworking. Và các em có thể kiểm tra thông tin ở đây. Thông tin tiếp theo là school facilities là những cơ sở vật chất của trường. Thì các em có thể thấy là trong đoạn văn nhắc đến rất nhiều những cơ sở vật chất của trường. Ví dụ như là những cái phòng học được trang bị với máy tính, máy chiếu, rồi là hồ bơi, thư viện, những cái phòng thí nghiệm, tiếng Anh, phòng máy tính và nhiều cơ sở vật chất khác. Cho nên chúng ta sẽ trả lời như sau. Over 50 classrooms with TVs, projectors, computers, a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms and many other modern facilities. Hơn 50 phòng học với TV, máy chiếu, máy tính, một hồ bơi, một thư viện, hai phòng thực hành tiếng Anh, bốn phòng máy tính và nhiều cơ sở vật chất hiện đại khác. Và sau khi mà chúng ta hoàn thành vào bảng này thì các em sẽ có yêu cầu là chúng ta phải report, chúng ta thuật lại trước lớp với những cái nội dung bên trên. Ví dụ như, the name of the school is Quốc học Huế, tên trường là trường Quốc học Huế. Và với những yêu cầu tiếp theo về vị trí, về học sinh ở đó và về cơ sở vật chất của trường thì cô có thể gợi ý cho các em một bài như sau. Quốc học Huế is one of the oldest schools in Vietnam. It is on the bank of the Hương River in Huế. Quốc học Huế là một trong những ngôi trường có từ lâu đời ở Việt Nam. Ngôi trường thì nằm trên bờ sông Hương ở Huế. Many well-known people study there, such as Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu. Nhiều người nổi tiếng đã học ở đó như là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Xuân Diệu. The students are intelligent and hardworking. Học sinh ở trường thì rất là thông minh và học tập chăm chỉ. The school has many modern facilities such as classrooms equipped with televisions, projectors, computers, a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and many other modern facilities. Ngôi trường có rất nhiều những cơ sở vật chất hiện đại như là những phòng học được trang bị TV, máy chiếu, máy tính, một hồ bơi, một thư viện, hai phòng thực hành tiếng Anh, bốn phòng máy tính và những cơ sở vật chất hiện đại khác. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành kỹ năng nói thông qua bài tập 4 và bài tập 5 các bạn nhé. 4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table. Làm việc theo cặp, các em trả lời các câu hỏi sau đây với những thông tin trong bảng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem bảng trước. Name là tên Hùng Vương Lower Secondary School. Tên ở đây là trường trung học cơ sở Hùng Vương. Location, vị trí 120 Hùng Vương Street, nằm ở số 120 đường phố Hùng Vương. Students, hardworking and intelligent. Các bạn học sinh ở đây thì học tập chăm chỉ và thông minh. School facilities, cơ sở vật chất của trường. 20 classrooms, one library, two computer rooms, one gym, one garden. 20 phòng học, một thư viện, hai phòng máy tính, một phòng tập và một vườn trường. Thì với nội dung trong bảng như vậy, bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. What's the full name of the school? Tên đầy đủ của trường là gì? Thì các em có thể thấy là tên của trường đó chính là trường Trung học cơ sở Hùng Vương. Các em sẽ nói như sau. The full name of the school is Hùng Vương Lower Secondary School. Câu hỏi số 2. Where is it? Trường nằm ở đâu? Thì ở đây, vị trí của trường là số 120 đường Hùng Vương. It is at 120 Hùng Vương Street. Câu hỏi số 3. What are the students like? Học sinh ở đây thì như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy trong bảng nói là những học sinh của trường là chăm chỉ và thông minh.
cho nên Kem sẽ trả lời The students are hardworking and intelligent. Câu hỏi số 4, What facilities does the school have? Ngôi trường thì có những cơ sở vật chất nào? Thì đây, trường có rất nhiều cơ sở vật chất như là những cái phòng học, 20 phòng học, một thư viện, phòng máy tính, phòng tập và vườn trường. Chúng ta sẽ trả lời là The school has some facilities such as 20 classrooms, one library, two computer rooms, gym and one garden. Trường học thì có những cơ sở vật chất như là 20 phòng học, một thư viện, hai phòng máy tính, một phòng tập và một vườn trường. 5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4. Full name, location, students and school facilities. Hoạt động số 5 là Kem làm việc theo nhóm. Chúng ta nói về trường của mình. Kem có thể sử dụng những cái gợi ý trong phần 4, ví dụ như là full name là tên đầy đủ của trường, location là vị trí xem là trường mình nằm ở đâu, students các bạn học sinh trong trường thì như thế nào. Chúng ta sẽ sử dụng một số những cái tính từ để mô tả và những cơ sở vật chất của trường là school facilities. Ví dụ, I'd like to talk about my school. Tôi muốn nói về ngôi trường của mình. Thì ở phần bỏ trống này là chúng ta sẽ thực hành nói về trường của mình với những yêu cầu như trên các bạn nhé. Và đối với bài tập số 5 thì cô sẽ có gợi ý cho các em như sau. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói một câu chào. Hello everyone. Today I want to tell you about my school. Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về ngôi trường của tôi. The full name of the school is Thăng Long Secondary School. Tên đầy đủ của ngôi trường là Trường Trung học Cơ sở Thăng Long. My school is a beautiful school located in a small town. Trường của tôi là một ngôi trường xinh đẹp nằm ở một thị trấn nhỏ. The school is not very modern, but it is quite large and has all necessary facilities for our studying. Ngôi trường thì không hiện đại lắm, nhưng nó khá rộng và có những cái cơ sở vật chất cần thiết cho việc học hành của chúng tôi. My school has 20 classrooms that are fully equipped with televisions and projectors. Ngôi trường có 20 phòng học được trang bị đầy đủ TV và máy chiếu. The school has a library with many kinds of good and precious books. Trường tôi có một thư viện với rất nhiều những cái loại sách hay và quý giá. It also has one science lab, one English lab, and one school garden with many beautiful plants and flowers. Ngôi trường cũng có một phòng thí nghiệm khoa học, một phòng thí nghiệm tiếng Anh, một vườn trường với nhiều loài cây và hoa đẹp. I love my school so much. Tôi rất yêu quý ngôi trường của mình. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay, phần Skills 1 của bài số 6. Các em nhớ học bài thật tốt và chuẩn bị cho bài học tiếp theo nhé.